Chào các bạn, đây là Lenovo S850, chiếc smartphone thời trang được xuất hiện trên thị trường Việt Nam vào tháng 8. Hướng đến ấn tượng người dùng là phái đẹp, sản phẩm này gây ấn tượng mạnh bởi phong cách thiết kế sắc sảo đầy nữ tính, cùng chất liệu kính cao cấp. Được bán với giá là 5.490.000 đồng, S850 có cấu hình khá tốt với màn hình LCD HD 5 inch, bộ xử lý lõi tướng 1.3GHz, 1GB RAM, bộ nhớ tích hợp 16GB và camera chính 13MP. Một điều thú vị là không những dòng điện thoại khác của Lenovo thường gây ấn tượng bằng pin khủng. Sản phẩm này có pin dung lượng khá khiêm tốn là 2150mAh. Tuy nhiên, cấu hình này cũng đủ để máy hoạt động trọn vẹn một ngày với mức sử dụng trung bình. Là một thiết bị dành cho nữ giới, Lenovo khá tinh ý khi kèm theo sản phẩm của mình một chiếc ốp lưng, không chỉ giúp bảo vệ S850. Phụ kiện này còn cho phép các chị em phụ nữ có thể biến chiếc điện thoại của mình thành một rạp chiếu phim mini. Nhờ cấu hình tốt, máy có thể chơi được hầu hết các video 720p. Chất lượng hình ảnh khá ấn tượng đối với một sản phẩm tầm trung, màu sắc tươi tắn và sống động. Trong khi đó, loa của máy ở bên hông hướng xuống dưới nên giúp âm thanh phát ra tương đối tốt. Chất âm tạm ổn nhưng được cái là âm lượng lớn. Nếu bạn là nữ giới và đang tìm kiếm cho mình một chiếc điện thoại thiết kế đẹp, đầy đủ tính năng nhưng giá cả hợp lý, thì Lenovo S850 là một sản phẩm đáng quan tâm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những video style của HD Việt Nam.